Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn vũ đạo các khúc local của ITZY nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì mình rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của mình nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ hai tay thế này, một bên mở và mình sẽ nắm lại khi mình đóng xuống ha. Rồi mình sẽ đặt hai cái, một up, hai up, xoay qua một vòng và mình nhúng một cái ở phía bên đây. Ok, sau đó mình sẽ bước qua đằng trước, hấp hấp hấp, phần ngực của mình sẽ đóng vào, phần tay của mình sẽ làm như thế này. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi. 1 và 2 và 3 và hấp. 5 và trừng trừng chắc. Sau đó mình sẽ bước chân trái ra và phần tay của mình sẽ để lên như thế này. Phần hông của mình sẽ xoay một vòng. 1, 2, 3, hấp. 4. 4 là mình sẽ đá phần chân phải lên đằng trước. Sau đó mình sẽ quay trở về. Là mình đặt tay lên, crazy, crazy. Tay bên phải mình sẽ lên trước và tay bên trái mình sẽ lên sau. Mình cứ làm như vậy liên tục ha. Phần chân của mình sẽ đi xuống phần hông trước. Xuống, xuống, lên, lên. Xuống, xuống, lên. Cuối cùng mình sẽ để hông ở trên và đứng yên. Ok, mình làm thử nha. 5, 6, 7, hấp. 1 và 2 và 3 và 4. Là cuối cùng hông bên phải và tay bên phải của mình sẽ ở trên. Sau đó mình sẽ xoay một vòng, đổi tay ngược lại. Sau đó mình sẽ đặt tay lên, chéo chéo và đóng hai tay lại. 1, 2. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 1 và 2 và 3 và 4. 5, 6. Bùm bùm. Chắc chắc. Ok. Tiếp theo là mọi người sẽ xoay phần tay này. Hai phần tay mình sẽ xoay, nhớ là khoảng cách từ đây nha. Rồi, xoay. Ok, phần ngực của mình sẽ đóng lại hai lần. Một và hai. Và mình sẽ đóng cái phần này lại nha. Mọi người có thể đóng ngực và bụng gặp lại với nhau. Rồi, mình sẽ nhảy lên. Một và hai. Và hai lần. Ok, 5, 6, 7, đi. Một và hai. Và sau đó mình sẽ đặt qua như thế này, hai tay. Tay trái ở trên, tay phải ở dưới. Và lắc cái phần vai và đẩy lên ngay chữ down là mình sẽ chỉ xuống dưới và phần sống của mình sẽ úp ngược lên như thế này. Ok, và mình sẽ làm ngay chữ crazy down and crazy là phần hông của mình và phần đầu sẽ đổi qua bên trái. Ok, và mình sẽ làm lại động tác giống như lúc nãy á, đá chân một cái và làm lại cái phần này. Ok, crazy, xuống xuống lên và xuống xuống lên. Tiếp tục xoay giống như vậy luôn, phần hông của mình sẽ vẫn là xoay ra đằng sau, mọi người nhớ nha. Ok, xoay ra đằng sau và động tác này nó sẽ khác một chút. Chỉ, nhớ là chỉ vô người mình nè. Chỉ. Rồi, mình sẽ bước chân trái ra ngoài, hất đầu hai lần. Nghe ở trong cái tiếng nhạc nó sẽ có tiếng bụp bụp là mình sẽ hất đầu ở bên đây hai lần nha. Bụp bụp. Rồi mọi người sẽ úp xuống dưới. Và khi hất lên mình sẽ dở chân. Bước chậm, dở chân. Bước chậm, nhảy ra. Rồi đặt tay lên. I'm getting crazy. Ok, phần này mọi người sẽ làm một lần chậm và hai lần nhanh. Bùm bùm bùm. Ok, phần hông của mình sẽ xoay theo hướng đầu, cùng hướng đầu nè. 1 and 2 and 3. Và cuối cùng nó sẽ nằm ở bên phải. Sau đó mình sẽ đánh qua bên trái. 1 và 2. Ok, làm lại nha. 2, đi. Xoay and xoay and xoay. Và 1 và 2. Rồi, lúc này mọi người nhớ lưu ý là mình sẽ giữ cái phần người nè. Không có lắc cái phần ở trên đây nha. Phần vai mình sẽ không lắc, đánh phần hông thôi. Rồi sau đó mình sẽ đưa tay lên, nắm hai tay lại và kéo xuống như thế này. Và mình sẽ getting là mình quay qua bên đây. Qua, rồi cuối cùng là mình sẽ
trả phần hông về bên này. Ok, thế là xong phần điệp khúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, up, 2, up, way, 2, 2, qua, up, up, up. 1 và 2 và 3 và 4. Way, sắp, up. Lên và xuống và giữ. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Local do XC trình bày rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Nếu trong quá trình học mọi người có thắc mắc hoặc là muốn yêu cầu Bin là bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ có thể biết và sớm thực hiện nha. Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.